mất 15%, mất 20%. Ủa, anh làm gì vậy? Mất 3-4 gram thì phải đánh dấu để pha, không khéo thì cà phê nó loãng. Anh này, Vina cà phê vẫn đủ 20 gram mà. Ừ nhỉ, Vina cà phê thơm ngon, an toàn, đủ khối lượng 20 gram tiêu chuẩn. Mất 15%, mất 20%. Ủa, anh làm gì vậy? Mất 3-4 gram thì phải đánh dấu để pha, không khéo thì cà phê nó loãng. Anh này, Vina cà phê vẫn đủ 20 gram mà. Ừ nhỉ, Vina cà phê thơm ngon, an toàn, đủ khối lượng 20 gram tiêu chuẩn. Tặng thêm muỗng inox trị giá 5.000 đồng.